Bộ Y tế lưu ý khi thấy một trong 8 dấu hiệu sau, người được tiêm vaccine cần liên hệ đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng bệnh viện. Ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi. Ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết ở dưới da. Ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó. Về thần kinh có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, co giật về tim mạch có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp đánh chống ngực kéo dài. Đường tiêu hóa dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy. Đường hô hấp có dấu hiệu khó thở, thở dít, khò khè tìm tái. Toàn thân có biểu hiện chóng mặt, choáng, xây sầm, mệt bất thường, đau dữ dội tại một hay nhiều nơi không do va chạm. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt.